Thì mới ngày hôm trước tuổi thơ ngây, phút chốc thì già đã đến đây. Mái tóc chòm đen và chòm đốm đốm rồi. Hàm răng chiếc gụng chiếc lung lai. Lập lè bốn mắt trong mờ tỏ, khập khểnh ba chân dở tỉnh sai. Thêm một nỗi này ôi chán ngắt, đi đâu quải cối lặng cùng chài. Cuộc đời, dạ có vỗ vỗ cho nó ấm mùa đông cái cây. Dạ. Thấy cuộc sống trần gian khổ. Đấy con nhớ lúc mà chú Hai Lùng ông còn sống đó. Ông đọc cái bài Dụng Kinh Quyền. Hỡi ôi trời đất mấy muôn trùng, muốn dụng kinh quyền đạt hiếu trung. Ở dưới con ông lên ông phát biểu. Ông nói ở nhà tôi đó, bởi ba cái hụi tôi gầu, hốt ba vịt tàu nuôi mớ nữa, cái chặng cúm gà cúm vịt nó cũng đi luôn. Buồn quá bỏ xứ nhà lên trên núi gặp cha đọc cái bài này con buồn con muốn tự tử luôn. Nhưng nó khổ hai ba thứ nó dồn một chịu gì nổi cô bác. Thì ở thế gian này Đức Thầy giới thiệu đó là ta bà thật cảnh ưu khuyền, duyên trần cấu kết quan khiên báo đền, thiều quan tám thoát dường tên, mất dòng sanh tử có bền được đâu. Chi bằng theo học đạo màu, sớm qua khổ hải theo học Phật tiên, chỉ cái con đường Phật tiên đó, con đường đó mới được an vui cứu cánh. Đức Thầy dạy rất nhiều pháp môn, làm thiện làm lành, nhưng tóm lại Đức Thầy cho mình một cái hướng đi là về cực lạc mới là hết khổ. Chỉ có cảnh giới đó đó chúng ta không khổ. Ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người xét cho tột chỗ, tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, cảnh thanh minh, sen báo nặc mùi, nào ai rõ cái vui triệt đáo. Trên thế giới này hơn 7 tỷ người, cô bác thấy có ai mà cuộc đời hạnh phúc trọn vẹn không? Xin thưa không có. Cười chút bắt đầu lại quay khóc rồi làm sao? Mới vui rồi mới là khổ đó để bắt đầu nó vui lại. Thì cuộc sống ở thế gian nói gì? Con sẽ chọn một cái đề tài để cho mình dứt đi cái sự khổ ha. Hay là hành trang về cực lạc. Đặng về chở anh chở ở đây hoài sao Bắc Tư? Thì để trực khởi vào đề tài hành trang về cực lạc. Ở đây con sẽ lập trình qua những ý như sau. Thứ nhất đó, người muốn về cực lạc, người đó là phải gác bỏ việc hồng trần. Cái thứ hai là hành lý phải đem theo. Thứ ba, sẵn sàng cất bước. Thứ tư là đáo xứ bình an. Thì bốn cái mục này con trình bày tới đâu chừng nào hết giờ là con nghĩ tới đó. Xin thưa quý vị, thứ nhất là cái người muốn về cực lạc là phải vui lòng gác bỏ việc hồng trần. Cũng như bữa nay đi đám giỗ nhà chú Ba Lực mà sáng chuẩn bị đi, cháu nội cháu ngoại nó khóc, đi gì được. Rồi dưa hấu người ta lại người ta bỏ cọc sao đi được. Rồi lặt bông thọ sao đi được. Đủ chuyện hết trơn, làm sao mà đi đám giỗ. Còn nếu như chúng ta đi tới cái cửa thiền môn đó mà còn thị huy thiên hạ, chúng ta cũng không có tới cửa chùa được. Việc đời xin gác lại trần ai, dâu ghể vợ con việc đúng sai, xin được miễn bàn nơi cửa Phật, để lòng thanh tịnh bái Như Lai. Đó. Thì cái cửa chùa thôi mà tới đó còn phải trang nghiêm, hà tất chi cái cảnh giới cực lạc. Ở trên kia mình sống hoài vĩnh viễn, muốn về cực lạc cho xuông, lợi danh tình ái hãy buông cho rồi. Tiên với tục dính liền mặt trái, để diệu phàm lộn lại là tiên. Mình với Đức Phật chỉ có cái mê và giác, Đức Phật giác ở bên kia, mình mê còn chúng sinh. Nếu hôm nay chúng ta còn bận bị việc thế thì tiếp tục còn chúng sinh khó mà cực lạc được. Cháu nhớ khi mà ông La Hầu La ở trong tịnh xá của Đức Phật tu có mấy ngày mà ông tu không nổi. Bạch Đức Phật, hiện tại Ngài là Phật, nhưng mà xét lúc mà Ngài chưa có đi tu đó, Ngài là cha của con. Khi mà Ngài đã ngộ đạo rồi thì một là tình tư bi Ngài đã có, thứ hai là cái tình quyết thống lúc trước. Thôi sẵn đây Ngài cứu độ con cái một cho nó rồi để chơi tu này, giới lực khổ hạnh quá Đức Phật ơi. Đức Phật nói, ta thương con và thương tất cả nhân loại đồng nhau. Ta dư cái khả năng đưa con về Niết Bàn cực lạc. Nhưng con biết không, tâm con còn vọng niệm mê si trần cấu quá nhiều. Đưa con về chảnh rồi, không có quen con cũng trở xuống đây nữa hả? Như Lai độ con là Như Lai giác ngộ cho con tu tập, bỏ hết cái phiền não trong cuộc đời, đừng luyến việc thế gian. Thì khi con vào cảnh giới Niết Bàn, con mới tự tại vĩnh viễn miên trường được. Thì thưa quý vị, qua cái điểm này để chúng ta thấy rằng, nếu như mình không thích nghi được cái cảnh giới giải thoát thì chúng ta về chảnh cũng không được. Con cá ở dưới nước đó,
dù cho nó có phóng được lên bờ đó, cô bác thấy được bao lâu, nó dãy 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 hồi nó cũng phóng xuống nước nữa à. Phải không ông Tám? Đúng. Dạ. Con ông Tám có lý ha. Còn có con chim ở trên trời đó ông Tư, bay xuống dù cho nó có khát nước, nó bay nó hớp ngụm nước, nó cũng bay lên trên, nó có khi nào mà con chim lặn dưới nước đâu. Thế thì mình ở đây cũng vậy, cái tâm mình còn trần gian quá nhiều, về bên kia không có được, không có quen. Trong khi muốn lội qua sông, các đồ mang gánh đó, lòng thòng phải bỏ đi. Mình bỏ ở đây thì tâm mình mới hòa nhập vào cảnh giới của chư Phật được. Nói có ông chú đó, ông đi khoái đòn mà ông đi Tây Ninh, đi 3 ngày mà tới cái ngày thứ 3 lội của núi Bà Đen đó, có 60 tuổi mà ông lội không có nổi, bà già 80 tuổi qua mặt ông dù dù vậy đó. Ông chứng đòn nói chú Sáu à, sao mà thấy còn khỏe quá mà lội không nổi. Nói thiệt với con đó, qua đó tánh qua tốt lắm, nói chung ở xóm là ai cũng khen hết trơn, khổ sở từ thiện xã hội qua đều giúp hết. Nhưng mà qua có cái bệnh ghiền cà phê đen con ơi, ngày nào không có cà phê đen là cứ như ngày đó qua giống như người mất hồn. Đi đoàn 3 bữa nay, 2 ngày đầu hỏi lên xe rồi bắt đầu xuống cái là ăn cơm rồi cúng rồi ngủ 2 ngày rồi không có miếng nào trơn. Ngày thứ 3 bắt tao lội núi săn đâu còn đâu nữa lội, không có vô miếng nào trơn. Ông trưởng đoàn nó chèn ơi, tưởng vụ gì đâu có khó đâu, thôi để con nói cái đệ kia mua cho bác một ly cà phê đen ông uống cho nó tỉnh lại. Ông nói được hả con, mày kêu nó mua, nói với chủ tiệm á, khoa cho đậm đậm giùm tao cái nghe, tại vì mấy ngày nay chưa có miếng nào chứ. Đến chừng mà ông hút được 3 hút rồi phục hồi trở lại nghe, giống như điện thoại mà 0% giờ vô lại được 50% rồi đó. Lúc này vượt qua mặt bà già luôn, đi khỏe ra. Thì quý vị thấy cái chuyện đời vậy thôi, hỏi đi Tây Ninh mà ghiền cà phê mà còn đi không được đó, nhưng rồi mình đi Tây Phương mà ghiền đủ thứ trần gian này rồi đi đâu giờ bác Tư? À, đúng rồi à. Thì muốn đi cực lạc Tây Phương đó thì chấn tâm hết hồ tư loạn tưởng, phản hồi nơi vô lượng thọ quang, an cư tịch tịnh niết bàn, không còn trói buộc trong hàng tử sanh. Chỗ ấy kẻ tu hành phải tha thiết vui hy sinh mọi việc hồng trần, phải chấp nhận hy sinh cái cuộc đời này để chúng ta mới thích nghi gì bên kia. Nhưng thưa cô bác, nói đi thì nói lại, không phải là hiện bây giờ chúng ta có chúng ta bỏ hết, không phải là vợ chồng có rồi nửa chừng chia tay ngửi nơi cũng không được. Không lẽ giờ mình có 50 con ruộng tự nhiên nghe nói bỏ hết cũng không phải, rồi có chiếc a lắc đi cho người ta cũng không phải. Nói chung là mình có cái gì đó thì Đức Phật không có cấm cản chúng ta hưởng. Ngũ dục trong cuộc đời này nè, tài nè, sắc nè, danh nè, thực nè, thủy nè, năm cái món này là cái sống của cái nhân loại. Nhưng xin thưa quý vị, Đức Phật không cấm chúng ta hưởng, nhưng mà chỉ có điều Đức Phật sợ mình mê. Sợ mình mê rồi chúng ta bỏ không được. Thí dụ như giờ mình mến cái nhà 5-7 lầu, đến chừng mà chúng ta ra đi chúng ta tiếc mình đi không đành. Mình quyến luyến những cái gì mà chúng ta thích yêu, chúng ta ra đi không được. Thí dụ như mình thích cái nhà 2 lầu, mình có tiền mình cứ việc cắt không sao, không có tội lỗi gì trơn á. Nhưng mà đến chừng đi đừng nhớ 2 cái lầu được rồi. Thí dụ giờ tu không nổi, xong mình nên không được, gặp cô nào học ý quá thương cũng được nữa. Nhưng mà nhớ là đến chừng đi đừng tiếc cái cô đó, nghe là đi được, còn tiếc là ở lại nữa. Vậy thì trần gian này Đức Phật không có cấm, nhưng mà Đức Phật cấm mình cái mê. Vì mê đâu là sanh đó không xê. Nếu như chúng ta mê trần á, thì trở lại cõi trần, quả sanh vì bởi có nhân, nếu nhân không có thì quả sanh bao giờ. Nếu giống sanh tử mà không đem gieo rắc đó thì mầm thế gian không thể mọc được đâu. Ớt mình không gieo bao giờ có trái cay, trần gian mình không thích ai chói buộc mình. Giống đi chợ mình muốn mua dưa hấu mà dưa leo mời hoài thì cỡ dưa leo leo mình mua dưa hấu mà, đâu ai mà ép, phải không? Thì mình muốn về cực lạc cho xuông đó, thì tất cả trần gian này lợi danh tình ái chúng ta buông cho rồi. Mình tập buông từ từ, mặc dù là hiện tại chứ phải dứt hẳn 100%. Ở đây chúng ta là người trần cấu duyên nghiệp còn quá nhiều, mình buốt từ từ từ. Nếu ai bớt nhẹ chừng nào thì cái bay nó cao chừng nấy, còn nặng thì chúng ta ráng từ bước. Con nói cái bong bóng bay đó, ở trong đó nó nhờ đâu? Nhờ cái lượng khí đá chậm. Quý vị, mình lấy dây mình cột, thí dụ như cục đất hay là một miếng vải cái gì phía dưới đó,
Nếu như cái lực bong bóng bay khí đá ở trong mà nó mạnh đó ha, thì mấy cái dụng cụ phía dưới nó không có trở ngại gì chân, nó bay thẳng lên trên luôn. Còn nếu như khí đá ở trong không có đó ha, mình cột miếng vải thôi nó cũng nghịch trở lại. Vậy thì cái khí đá ở đây nó là cái lực tu hành của mình. Khi mà cái lực mình tu hành cao rồi đó, dù cho vợ con quyến thuộc, những cái gì mình có sẵn đó chúng ta buông cũng dễ. Bác Tư, như bác Tư gái đó, hỏi cái gương của bác Tư gái không, bà là bệnh chuyển đi thành phố, bà nói sợ vô hủ, bà không chịu. Rồi bà niệm Phật, tiền bạc cái gì giao lại hết trơn luôn, niệm 6 câu đi, bác Tư cũng kể rõ ràng. Đó là những người đã buông đó, là cái lực tu có đó. Lực tu có cho nên tới cái giờ không có liên tiếc được trần gian. Còn nếu như mình không có cái lực tu hành á, lúc này tiếc, hồi ông Tư tôi đi rồi không biết ông ở lại ông khỏe không nữa. Rồi bảo mẫm sao gầu gầu đi đâu có được. Nên ở đây cái người mà giác ngộ cao đó, thì cái phút này trần gian đã tạm gác bớt. Nếu như trong lòng mình còn dướng cái gì trong tư tưởng, xin thưa quý vị, khó đi lắm. Con kể quý vị nghe mẫu chuyện mà chết mà đòi nợ nè. Chết mà chuẩn bị chết mà đòi nợ. Ông kia ông mượn số tiền mà không có trả. Cũng là cái người tu vậy đó. Mỗi lần đòi nói tôi đâu có mượn đâu. Ông mang cái tư tưởng đó tới cái giờ mà mắt nhắm, tay thì xè, miệng thì chỉ nói được vài câu trả nợ cho tôi, trả nợ cho tôi nhiêu đó hoài. Đi thì đi không được, nhớ cái số tiền là đi không được. Thì trong những cái người mà đến người ta giếng ra thấy cảnh có ông Chi Thức đâu không biết. Ông vô trong ông xé nguyên cái cọc lịch, ông cắt nhỏ nhỏ ra nó giống cái tờ tiền đó. Ông mở cái bàn tay ông đặt lên, ông nói tôi trả nợ cho ông. Thì vừa xong là ông... Đó cô bác thấy nguy hiểm à. Tức là cũng sự tu đó, nhưng mà ái cái một cái khoản nợ mà chưa giải tỏa được trong lòng, chết mà đi không được. Ở chỗ này gần suốt mồ mà lòng vẫn toàn ham, đeo danh lợi như sam khó gỡ, cũng vì thế mà không xong nợ. Thì bắt đầu chết rồi đầu thai trở lại, cũng vòng vòng cái luân hồi sinh tử hoài. Nên ở đây chúng ta muốn về cái cực lạc cho xuông, thì xin thưa quý vị, mình thu xếp mình gác bớt. Mình không phải là mình bỏ dứt 100% được nghe quý vị. Tại vì mình đời sống cư sĩ tại gia, cơm áo gạo tiền mình có sẵn, nhưng Đức Phật phương tiện tịnh độ là đế nghiệp giảng sanh, mình vẫn mang nghiệp đem về chảnh. Có vợ, có chồng, có nhà, cao cửa rộng, mặc dù mình chưa hết, nhưng mà ai giờ phút lâm chung niệm được từ 1 tới 10 Phật cước về chảnh, về chảnh tiếp tục tu nữa. Chứ nếu mà con nói buông một cái một mà không còn dính chỗ này, xin thưa, trần gian này 7 tỷ người kiếm người không có luôn. Đế nghiệp giảng sanh, cô bác mình đây niệm Phật là sẵn sàng về chảnh hết trơn. Mặc dù chúng ta vẫn còn mến thích, nhưng mà hãy để nó là cái lực nhẹ, cái lượng khí đá tu hành của mình cho nó nhiều, thì nó sẽ nhắc bổng những cái trần gian này về chảnh, đưa bả về chảnh luôn cũng được. Bởi vì ông Tướng Mở hồi xưa tới khi mà bà vợ chết á, ổng nhẹ nhàng lắm. Ông nói bà về đi, còn tôi thì phải ở. Việc đời chỉ dở thế thôi, bao giờ công việc xong xuôi hẹn nơi cực lạc có tôi với bà. Đó, mấy người ta cũng hứa hẹn đàng hoàng đâu có mắc đâu. Cái duyên trần còn thì vậy, hết duyên thì tự đường ai nấy đi, đủ duyên sum hợp lại. Thì đây là những cái nợ gì chúng ta hãy vui lòng mà tạm gác nó lại. Còn cái thứ hai đó, những cái ân nợ trong cuộc cần phải trả. Thầy dạy là tu đền nợ thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Hồi nãy mình không gây nghiệp thì bên đây những món nợ trong lúc sống này chúng ta có mặt thọ hưởng, chúng ta cần phải trả. Đó là bốn cái ân trong cuộc sống. Gần nhất là cha với mẹ, hai vị Phật sống ở tại gia đình, rồi nhân nghĩa xử thế, gặp duyên nào chúng ta lo đền duyên nấy. Cái cô này đi nhập thất 7 ngày, bà mẹ ở nhà tới ngày thứ tư bệnh, không có ai lo cho cổ nhập thất, cổ không hay, tính 7 ngày mới xả. Cái cô ở kế bên nó thấy vị chuyển bệnh viện, tới buổi chiều cô xả, còn có 3 ngày nữa hà. Cổ tới bệnh viện có thăm xong, có vỗ vai cái cô mà kế bên nó, cảm ơn em giúp cho chị, còn có 3 ngày nữa thôi, em gán nuôi mẹ chị đi, 3 ngày nữa chị mới mãn khóa, chị về luôn. Cái cô kia cô nói sao mẹ có chị không nuôi, bắt em nuôi. Nói tu hành mà còn quyến luyến hoài, biết nào tới, tu gì không thấy gì. Lúc đó ông Hai Như Sanh ông tới. Cái cô này cô nói ông Hai à, cái cô con ruột cổ nói tu phải bỏ cha bỏ mẹ, không nhớ gì trơn, tu gì không thấy gì, được không Hai? Ông nói tu cái kiểu mà bỏ cha bỏ mẹ cho nên hiện giờ mới không thấy gì đó. Ông nói con này hay á. Tu chứ đâu phải không biết, tu đâu phải mà
cây cỏ đâu có phải là chim muông điểu thú đâu mà không có nhớ cha mẹ. Cha mẹ tại đường như Phật tại thế. Cái lúc mà ông Sáu Duyên đó, một chuyện hay, 3 ngày nữa là thi, mà lúc đó đồng đạo nói cái đợt này ông đậu thủ khoa, hạnh kiểm bài vở chu đáo lắm, mà nghe tin mẹ ở nhà nhập viện, ông xin phép ban tổ chức ông về. Anh em nói anh Sáu à, anh ở lại đi, 3 bữa nữa anh thi là anh sẽ đạt được cơ. Mẹ của anh đồng đạo tôi thay khuyên trực tiếp lo chu đáo hoàn toàn. Anh nói không được, các anh là người dân mà các anh lo, mà mẹ ruột của tôi không lo, cái đó là lỗi. Cái khóa này dầu cho tôi đậu thành ông Phật đi nữa tôi cũng xin dời lại cái khóa sau. Nghe tới đó rồi đồng đạo người ta vỗ vai nói ông này người xưa còn sót. Được vậy đó là cái ân nghĩa người ta vẹn tròn. Cái người muốn đi cực lạc nhiêu đó là chúng ta thấy nè. Một mặt bên đây là nợ thế không gây, mặt bên đây là lo trả những cái ân nghĩa từ trước giờ mình đã thọ. Như thế này là chúng ta thấy muốn đi tự tại, muốn dừng tự do. Đó là cái phần thứ nhất, là chúng ta phải thu xếp giết việc hồng trần, ơn đền nghĩa trả. Được vậy là bước 1 rồi. Giờ đây mình sẽ bước qua cái tiết mục thứ 2 là hành lý mình đem theo. Thí dụ cô bác, anh chị em ở đây có ai đi núi Tà Lơn lần nào chưa? Có hay không Tám? Anh Sáu Thanh có đi Tà Lơn hả anh Sáu? Ở đây mình giàu có, mình có 20 triệu, 100 triệu, 1 tỷ đi nữa, thì mình đem theo trong đất nước Việt Nam mình xài được. Nhưng mà qua với tên Tà Lơn Campuchia vẫn đem tỷ bạc tiền Việt vẫn xài được không mấy cô? Đúng rồi, không. Qua bển là phải đổi tiền khác liền, phải thích nghi với cái đất nước của người ta. Ai muốn thành Phật thì người đó phải tu tứ vô lượng tâm. Người nào muốn thành Bồ Tát phải tu lục độ vạn hạnh. Ai muốn thành A-la-hán phải tu bát chánh đạo. Ai muốn thành Bích Chi Phật phải tu thập nhị nhân duyên. Ai muốn về trời phải tu 10 điều thiện. Ai muốn được làm người phải tu tam căn ngũ thường hoặc là tứ anh thập thiện. Thì mỗi một cái điểm đến á, chúng ta đều phải đi theo cái bản đồ này, chứ không phải hỏi tu nó về đâu nữa, ông Phật cũng cho đâu về đó biết được nữa đi. Nà, xấu hỏi nữa cô tu làm sao, nó tao cũng không biết rồi mày tới đâu tính tới đó, ông Phật cũng cho ghé đâu ghé đó chứ giờ có biết đâu. Vậy rồi mình biết đường đâu đi. Nên còn cái người mà đi cực lạc, xin thưa quý vị, chúng ta cũng phải biết đi cực lạc mình phải đi bằng cách nào. Giờ đây cái điểm đến cực lạc, Đức Thầy cho biết đó, nếu như ai cố chí làm lành, chuyên niệm Phật, cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng. Ai muốn đi cực lạc, cơ bản tín nguyện hạnh là cái đỉnh ba chân không thể nào thiếu được. Khi có lòng tin thì cuộc đời của mình dồn hết tâm hồn chúng ta gửi cho Đức Phật, giống như mình mua cái bảo hiểm vậy đó. Mình có lòng tin, chừng nào bệnh cũng không sợ nữa. Khi bảo hiểm có rồi cứ việc ăn uống thoải mái, chừng nào bệnh có bảo hiểm ta lo hết trơn rồi, không sao. Dù trong nhà không có tiền cũng không sợ nữa. Con nói mà như quý bác mà lớn tuổi ha, là nhập viện không có nhiêu tiền chứ ha. Còn mấy đứa nhỏ mà mới sơ sinh đây ha, nhập viện cũng miễn phí luôn nữa. Ở đây nói là khi có cái bảo hiểm rồi thì cái gì cũng an toàn hết trơn. Mình có lòng tin với Đức Phật A Di Đà, khi mãn phần giờ nào Đức Phật rước mình giờ nấy. Phật trong đợi ai quy cửa Phật, đặng ghi tên nơi bảo liên trì. Rồi giờ đây kính mời cô bác ủng hộ cho một tràng pháo tay cho bắt cái chớn nào mình mua có bảo hiểm lại coi. Nay đám dỗ máy móc ông ba làm thất bại quá ông ba ơi. Dạ. Ông không thủ trước chân cái này cực lạc sao đi. Nói bác Tư, cái người muốn đi cực lạc đó là phải có tín nguyện hạnh nha. Khi có lòng tin rồi thì chúng ta chắc chắn có một cái chỗ dựa của Đức Phật A Di Đà. Rồi thêm cái thứ hai nữa đó, cái lòng nguyện. Tính con nói dễ nha, nhưng mà cái nguyện nó hơi khó. Nguyện là sự tha thiết, là mong cầu. Con nè, chú Tư Phương nè, chú Năm Tiếp nè, Đúc Đàn nè, theo như con nghĩ, con lấy cái kinh nghiệm nha, mình á, cũng muốn gì cực lạc lắm, nhưng mà cái sự tha thiết trực giác từ giờ không có. Bị chi phối vô cái kinh sách nhiều quá Đúc. Phải ôn bài này, học bài kia, đặng nói cho cô bác nghe. Cái người mà muốn cực lạc đó là người ta một là phải có khẩu nguyện nè,
hai là phải có tâm nguyện nè, ba là phải có hạnh nguyện nè. Lời nói ra là nhẹ nhàng, nói chuyện cực lạc giải thoát không, rồi hạnh ta trang nghiêm, rồi tư tưởng ta lúc nào cũng nhớ Phật hết trơn đó. Cái đó là tắt thở giờ nào là đi giờ nấy, cực lạc ngay chăng cái chỗ mà tha thiết chỗ này. Mà xin thưa quý vị, con thấy lấy con làm kinh nghiệm nha, cái sự hướng về cảnh giới cực lạc giải thoát, mình phát tâm tu hàng ngày mình cúng thì có thiệt, nhưng mà giờ giờ phút phút nó yếu xìu à. Con lấy con làm điểm tựa, chỉ có hai thời đi cực lạc thôi. Cái buổi sáng cúng 15 phút hồ niệm Phật, 45 phút nữa lặng tiếng bác Tư, tiếng đó là cực lạc. Rồi buông ra bắt đầu học bài, uống nước trà, nó chuyển đạo, đi đâm từng đâm dỗ. Tới giờ chiều 15 phút cúng, 45 phút ngồi niệm Phật nữa 1 tiếng, 24 tiếng đồng hồ mà tâm chúng ta hướng về Phật có 2 tiếng, còn lại 22 tiếng bởi nó yếu xìu. Cho nên cái nguyện thiết cái chỗ này là nó rất là yếu. Cái lực của trần gian nó còn nghịch lại quá nhiều, lo đi nói đạo, đến chừng tắt thở nhớ Pháp không thành Pháp Sư trở lại nữa, chứ không thành ông Phật A Di Đà, không có gì cho hết. Bởi vì mình thích cái gì mình về đó. Ai mà niệm Phật đó là không có nhớ việc trần gian nữa, chân dục Pháp chúng ta cũng dặn quên luôn đó. Nhưng mà ở đây có nhiều kẻ muốn sang cực lạc nhưng lòng như bụi rác cống mương, thế dù cho Phật có thương cũng không thể hiện bên đường rước đi A Di Đà. Bao lâu Phật cũng chờ đón mãi nhưng mà nào có thấy ai sang, bởi vì nợ thế đa đoan không hề phúc gẫm để sang bên này. Có lắm kẻ muốn đi ngay cho tới, xong giữa chừng rẽ lối bỏ đi. Đã bao nhiêu kiếp duyên trì, đến nay chưa thấy những gì hồi tâm. Cực lạc muốn đi đó, bắt đầu gặp trần gian cái muốn ghé. Bởi bình thường đó, con cũng nghe mấy cái đoạn thơ thơ cũng hay, nghe đạo muốn tu về nhà lưu bu muốn nghỉ, sáng muốn đi Tây Phương, chiều muốn phóng xuống mương bắt cá. Có khúc, có đoạn, có đoạn, có khúc, chứ không phải là trực giác từ giờ từ khắc. Cho nên cái người muốn cực lạc là Đức Thầy nó phải có cái nguyện tha thiết lúc nào cũng muốn mình về với Đức Phật A Di Đà. Giống như đứa con mà đang nhớ mẹ, mẹ đang chờ đợi con, sự khăng khít thương yêu như vậy đó, thì xin thưa quý vị, chắc chắn chúng ta sẽ đến với Đức Phật. Và cái phần thứ ba là hành. Lúc nào cũng niệm Phật, đi đứng nằm ngồi, sáu chữ ráng niệm chứ quên, không để gì thời khắc. Nhưng mà lây quay nó bị quên hoài, tính vừa nấu cơm vừa niệm Phật, hồi chín nồi cơm mà ông Phật cũng đâu mất tiêu. Tính ra ngoài dẫm lúa, vừa dẫm lúa vừa niệm Phật, hồi nửa công mà ông Phật cũng không thấy luôn, quên. Tính vừa chạy xe vừa niệm Phật, mà tới đó một tuần ông Phật cũng không nhớ câu nào hết trơn, nó quên. Nó nói giờ cái niệm Phật mà dễ nhất mà chúng ta còn bị quên hoài, rồi hà tất chi cái việc khác nó khó lắm. Đây mình gán tập đó quý vị. Niệm Phật đó là lúc nào cũng niệm luôn, nằm, ngồi, đi, đứng, niệm phải không buông. Lúc chưa thường phục còn dao động, khi đã gành quen hết gối cuồng, đứt đoạn buổi đầu đừng thối chuyển, nối liền phút cuối sẽ tròn vuông. Qua điều kiện thứ hai, người muốn đi về cực lạc, Đức Thầy dạy trong điều căn cấm thứ 8 đó, tóm tắt ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, và dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu như ai giữ đặng trọn lành trọn sáng về nơi cõi Tây Phương an dưỡng học đạo cho hoàn toàn, trở lại cứu giúp chúng sanh. Ai muốn về cực lạc thì ở đây mình phải sống có cái tình thương. Bao nhiêu người tín đồ Phật giáo hòa hảo của mình nói trong đạo của mình thôi, là chúng ta phải thương giống như con một cha. Mà con một cha, cái lúc mà cha mẹ đi xa đó, là anh em bảo vệ nhau, cái lúc đó mới cần thiết. Cái người chị làm cực khổ nuôi đứa em ăn học, người em hết lòng cung kính người chị người anh của mình, chăm sóc tận tình, dạy dỗ cẩn thận, không để em mình hoặc là không để anh chị mình vướng vào cái con đường khổ sở. Nếu chúng ta được cái tình thương của đạo đức như vậy đó, thì con nghĩ là con một cha mới khấn khích, lòng trẻ thảo biết đòn biết kết, phí xác phàm mây mệt đâu này, băng gừng dẹp phá gốc gai, đưa người lương thiện mới đến ngay niết bàn được. Các con nghiệm con thấy anh em mà thương với nhau, có lúc mà còn tuổi thơ đó, suy nghĩ còn ở trong nôi chưa lập gia đình đó, lúc đó tình anh em ruột khăng khít lắm. Nhưng mà khi lập gia đình rồi, cái chia cái tư tưởng rồi, cái phân ra người này miếng người kia miếng, lo vợ lo chồng lo nhà cá cửa gạo miếng, cái anh em ruột thương nhau ít xìu. Còn thầy mình giống như cha đã xa vắng rồi, mình có quyền bảo vệ em của mình,
và người nhỏ hết lòng cung kính người lớn, giống như anh em ruột chờ đợi cha về, thì cái chỗ này là cái chỗ một cha mới được. Rồi thêm một cái điều nữa, Đức Thầy nói A Di Đà dòm xem khắp cõi, chờ mong mọi chúng sanh hiện hào quang ngũ sắc hiền lành, đặng tìm kiếm những người hiền đức. Ai muốn gì cực lạc phải có hiền đức mới được. Lời nói phải hiền, rồi tư tưởng phải hiền, thân hành động phải hiền. Thấy người ta giàu mình mừng, thấy người ta nghèo mình thích. Mở miệng ra có bông có hoa, bàn tay này thể hiện ra làm cho an lạc muôn nơi. Đó là chúng ta thể hiện cái hiền. Vì cái cõi của Đức Phật A Di Đà đó là Ngài nói là cõi lành kẻ giữ hung khó bước, Phật từ bi chẳng rước bắt lương. Người nào muốn đến Tây Phương thì các điều hung dữ chứ dương trong lòng. Ai muốn về cực lạc mà lòng còn hung dữ về trở anh không được. Cái lúc con nuôi má con ở bệnh viện á, thì ở phía bên ngoài nó có cái kêu bằng cái thùng điện tử hay gì nè, Đạo Linh biết cái thùng đó, cái thùng điện tử mà người ta để Pepsi, bảy ướp rồi trà sữa, người ta bán đồ trong đó đó. Con cũng để ý nha, ví dụ như Carola thì nó để ở bên ngang đây, ở đó nó để cái bảng giá 15.000, rồi cái gì trà xanh không độ, cái nút dưới đây để 10.000, bên đây suối lạnh thì để 5.000. Ở bên ngoài nó có cái kẻ mình đặt tiền vô, con cũng cắt cớ nha, con lấy có 10.000 nè, con bỏ vô, con bấm cái nút Caragula là 15.000, thử coi nó ra không. Bấm cái nó ra cái đèn xanh nó tít 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 tít, cái nó trả tiền trở lại. Và coi như không có đủ chuẩn, không có đủ số tiền thì sao mà người ta bán mà được. Mà cái máy nó tự động hay được chứ. Chừng mà con mới thấy vậy, con mới nhét vô lại con cái chỗ mà trà xanh không độ 10.000 đó, rồi nó gớt xuống cái búp, rồi trà xanh nó rơi xuống đưa cho mình. Hay thì mình có 10.000 mà mình bấm 15.000, bởi nó không bán nó tít tít nó dội ra ngoài. Còn cảnh ông Phật A Di Đà chính là cảnh hiền, mà ở đây mình giữ giữ coi chừng tiếp cái mình cũng quay trở lại coi chừng nữa. Hả bác Tư? Cái chỗ đó chỗ người ta hiền, mà ở đây mình giữ là vô đó nó dội ngược trở lại liền. Tới đó giống như cái thùng điện tử nó tít tít tít, nó quay trở lại nữa. Mình có hiền cho nó đúng cái chuẩn mà cái giá 15.000 nó được. Carola người ta mà có 10.000 ai bán. Còn mình ở đây mà hung dữ hoài về chở ông Phật cũng đâu có chứa được. Thí dụ như ở đây vợ chồng gây lộn tối ngày, tu mà cũng còn gây lộn, Đức Phật cũng thương, rước về chở anh đó. Ở đây gây lộn, về chở anh cũng gây lộn nữa à. Ông Phật rảnh đâu can. Rồi mình ở đây mình cái lòng tham mình còn nặng quá đó, gặp cái gì mình lụm nấy. Rồi ông Phật thấy thương tội nghiệp rước về chở anh. Rồi lúc Đức Phật đi thuyết pháp đó, rồi lén lén đào ba cái vàng ở chở anh rồi làm sao. Ở chỗ anh đắc bằng vàng, thảo mộc bằng châu, rồi mé mé mấy cái cây bủ bó bủ báo rồi làm sao được. Phật thì rước đó, nhưng mà chúng ta không thích nghi thì về chỗ anh cũng không được. Cũng như chiếc thiền Bát Nhã đi, Phật hiện ra thiền Bát Nhã, dồ đá phò bóng hiện ra thiền Bát Nhã lớn lao, hào quang rực rỡ màu, không có đáy thêm vào không nguôi. Phật rằng thiền ngược xuôi trên nước, vẫn không chìm thì được chạy mau. Thuyền này chừng để ngày sau, trong khi sấm nổ nước trào dâng lên, nó sẽ chạy khắp trên các nước để giết người nhân đức hữu duyên, đem về giữ hội Hoa Liên khỏi nơi lao lý, thoát miền trầm luân. Nhưng kẻ bạo ác vô cùng chậm trượt, kéo lên thiền cũng tuột chìm đi. Bởi thiền do sức quyền di của chư Phật tạo cứu nguyên người lành. Cái chiếc thiền này để đó đó, không phải là ông Phật ngồi đó mà ông dứt từ người lên, ai lên cũng được chứ. Nhưng mà cái người nào hiền đó thì ngồi bình thường, còn không thì cái nghiệp nó hút trở xuống. Thì cái cảnh Đức A Di Đà ở trên cái cung gì, không phải là có người đứng đó mà kiểm soát có tu không, có hiền hay không, mà tự tới đó là không phải 15.000 là nó dội chứ ngược lại liền à. Có chừng đèn xanh nó báo nghe, nó tít 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 là biết rồi đó nghe. Ai mà lòng dạ chẳng hiền, tu mà còn hung dữ, Phật tiên lắc đầu, các ngài chẳng dám thâu đâu, thâu gì chảnh nó quậy rồi báo châu nào còn. Không xong đó, nên ở đây ai muốn gì cực lạc, người đó phải hiền lương. Đó là cái phần thứ hai. Cái phần thứ ba là ai muốn đi về cực lạc thì sẵn sàng các bước. Cái mục này quan trọng. Chúng ta đến cực lạc, có bao giờ mình đến bằng cái thân này không quý vị? Chúng ta đến bằng cái tâm, chúng ta không sợ chết thì mình mới đi về cực lạc được. Còn nếu như mà tu hành thuận duyên đó thì mình tinh tấn, còn nghịch duyên đó thì chúng ta tháo lời cõi tục không được.
đang khỏe mạnh tu mà đến chừng mà bị Covid rồi cái ha, chở đũa trở lại là rồi không xong. Đang hấp hối đó mà con cháu kêu ăn mặn bồi dưỡng trở lại đó ha, là cũng quần lại cái thế tục. Cô nọ cô nói cô tu chứ cổ giái lâu lâu cô bị một trận bệnh cho lịch bại cái cô tu cho tinh tấn, còn bình thường khỏe mạnh lo giữ cho nội cho ngoại không. Bà nói bệnh như vậy đó tao mới chịu tu mày ơi. Mà có cái việc này cũng lạ lạ, ông bác kia ông nhập viện, ông té sao ông xỉu chuyển đi bệnh viện 7 ngày ở nhà cầu an 7 ngày. Đến chừng mà tỉnh lại về nhà ông mặt buồn hiu à. Anh em tới thấy thăm nó anh hai, bữa nay khỏe không? Anh nói khỏe. Khỏe sao thấy anh không vui chứ, anh nói buồn, vui gì được vui. Cái ngày đó là cái lúc mà tôi té là tôi đang niệm Phật nó ngon, phải chi lúc đó tôi đi luôn là khỏe rồi. Mấy chú cầu an thì tôi gịch lại trên này khỏe, bây giờ niệm Phật nó không vô nữa nè. Giữ cháu nội trong ngoài tiếp tục. Nói cái người mà người ta chọn con đường đi Tây Phương là cơ hội chết, người ta mừng lắm. Người ta không có sợ. Còn mình ở đây mình thấy chết là mình hồi hộp, là có chừng cái vé cực lạc mình mua chứ chưa chịu đi. À, đăng ký 4 giờ này là đi núi cấm, 7 giờ chiều phải sẵn đồ trước giùm con hết mới hăng hái. Đêm đó có chừng thức không ngủ luôn đó, trong đằng xe tới sớm nào đi lấy cái người này mới đi được. Còn 4 giờ xe người ta chuẩn bị tới, mà ở đây nữa ha, 4 giờ rưỡi mà còn nằm ngủ đó, kiểu này ở nhà nữa. Tiếp tục ở lại. Cái người muốn đi cực lạc, xin thưa quý vị, đừng sợ chết, đừng sợ nghèo, đừng sợ hết chân. Mình chấp nhận cuộc đời thanh đạm, rồi chấp nhận cái con đường sanh tử một lần này nữa, chúng ta đổi chỗ ở qua về bên kia. Con xin kể quý vị nghe có một chuyện. Cái người mà người ta chết ta tự tại nè, cũng là niệm Phật không. Ông nhập thất một năm, đến chừng xả ra nói con ơi, là một tháng nữa là thầy về với Đức Phật A-di-đà. Đệ tử nói thưa thầy, cái lúc mà thầy nhập thất cái chùa này đang xây cất, khoảng 3 tháng nữa mới hoàn thành, mà thầy đi vậy là không có thầy khó lắm. Thầy đi trước mà cái chùa này không xong rồi lo lớp chùa, lớp hữu sự cho thầy khó. Thôi thầy gán đi, chờ chừng nào cái chùa xong rồi thầy hả đi được không thầy? Ông thầy ông gật đầu, ông nói cái chuyện này được, bình thường không sao. Chết mà ông định lại 3 tháng nữa. Đến 3 tháng rồi, nói bữa nay thầy đi được chứ con, nói thưa thầy cái chùa xong mà cái ngày khánh thành nửa tháng nữa không có thầy sao được. Thôi gán nửa tháng nữa được thầy. Ông thầy nói cũng được, bình thường không sao. Đến chừng mà chùa xong, khánh thành xong, ông thầy ông tự tại ông ra đi. Quý vị thấy cái người ta tự tại do cái sức tu người ta có. Cho nên ở đây mình có cái vốn rồi đó, 2 triệu trong túi rồi, chắc này đi tới Hà Nội cũng không sao nữa. Còn nếu có 15 ngàn đây ra tới đây gì tới Dầm Cống đi cũng không được. Nếu không đủ vốn, không có sức niệm Phật đó, thì chúng ta về thượng nguyên cũng khó đó, đừng nói chi về cực lạc. Còn khi mà cô bác đã có niệm Phật rồi đi ha, là mình tự tại, mình làm chủ con đường sống chết rồi đó, người ta không có sợ. Cái người mà tu đó, Phật nói là sanh như đắp chân đông, tử như cởi áo hạ. Cái việc sống chết ta nghĩ như giống như cái mùa lạnh ta mặc áo ấm vô, khi mà mùa nóng người ta cởi cái áo ra, thì chết ta đổi chỗ ở, chết từ lớp 1 ta lên lớp 2, ta đổi từ cái chỗ này ta sang cái chỗ khác. Mẹ đấy con đừng nản chí, dầu bỏ thân chí phiền hà, sẽ có thân sen báo tốt hơn chứ đâu có mắc luôn mà ngại. Mẹ đấy con đem manh áo giải, đổi thiên y sao lại không mừng, vui đem thân ô quế nhục trần, đổi lấy cái chân thân diệu tướng. Cái thân mình đây sống có 100 tuổi mà đổi cái thân dạng kiếp, cô bác chọn thân nào? Áo gách đổi áo màu, xuồng cũ và đổi thành cái xuồng sao? Phàm thu đổi thành Phật Thánh, vậy chẳng đáng mừng hay sao? Quan niệm nhiều khi chết bất đắc kỳ tử mình sợ, xin thưa đừng sợ. Cái ông này, ông tu, cũng một cái vị tu. Ông nói với đệ tử, hồi đó giờ con có thấy ai mà ngồi mà giảng sanh cực lạc không? Thưa thầy, có. Con có thấy ai đứng mà giảng sanh không? Dạ có. Con thấy ai nằm mà giảng sanh không? Dạ có. Con có thấy ai vừa đi mà vừa giảng sanh? Dạ thưa thầy, có. Đi đứng nằm ngồi, 4 tướng đều có hết trơn, đâu còn có cái tướng nào giảng sanh khác nữa. Ông nói hồi đó giờ con có thấy ai mà chồng chuối ngược mà giảng sanh không? Có nghĩa là cái đầu vọng xuống đất, hai cái giò chổng lên trời giáng sanh không? Nói dạ thưa thầy, cái vụ này thì chưa có thấy. Nói chưa thấy để thầy làm cho con thấy nghe con. Rồi nó xong cái đầu ông vọng xuống đất, hai cái giò ông đưa thẳng lên trời, dưới đây ông tắt thở. Chết vậy đó. Ý muốn nói là
cái chết tự tại mà chết sao cũng được, chứ miễn có tu là được rồi. Cái ông này đâu phải cái chết cái tướng nằm hay là chánh hạnh giảng sanh gì đâu, có nghĩa là cái đầu vọng xuống đất cũng chết bình thường. Cho nên cô bác thấy đồng đạo mình nhiều cái chết lạ mình đừng có hoang mang nha. Thí dụ giờ ông Tấm Tăng mà ông ngủ đêm ông chết cũng đừng sợ, hay là có anh em mà bị máy quắn máy chặt rồi đó cũng đừng sợ, hay là té xe nửa đường tắt thở cũng đừng sợ, hay là bị tàu ủi cũng đừng sợ, hay là té cây chết cũng đừng sợ, mà quan trọng là mình có chánh hạnh tu chết cách nào cũng giảng sanh chứ. Tại vì bình thường mình có chí hướng giảng sanh là con nó chết đường nào cũng giảng sanh chứ á. Đừng nói thao đó ông tu mà bị xe đụng chết tại cái nghiệp thôi, chứ người ta giảng sanh à. À, tại vì trong cái giảng sanh nó có cái chỗ mà vô ký giảng sanh đó, có nghĩa là trong lúc đó không nhớ nhưng mà người ta có chí hướng giảng sanh, ta giảng sanh. Thí dụ như bây giờ cái lúc này mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, lỡ con ngủ quên thức dậy mình cũng Nam Mô Phật nữa, phải không bác Tư? Cái lúc mình ngủ mình không nhớ nhưng mà thức dậy mình cũng Nam Mô Di Đà Phật nữa hả? Thì bình thường đó mình tỉnh táo ở đây, lỡ như con bị tung cái gầm, con cái trí giác con đâu có phân biệt được, cái gầm tắt thở đi, đến chừng mà sức hồn ra bị cái gầm vậy mình Nam Mô Phật nữa. Đó, cái thần thức mình biết là tiếp tục niệm Phật nữa. Cho nên ở đây cô bác mình tu dù cho gặp cảnh nào con cũng vậy, sau này lỡ nó chết cái cách mà trăm đau ngàn kiếm mình cũng đừng sợ, cái đó là chết xấu không phải đâu, chết tốt. Chết tốt là mình trả cái nghiệp, mà tốt nhất là bình thường mình có niệm Phật. Là như vậy đi rồi chết sao cũng được chứ. Muốn thiêu, muốn đốt, muốn chôn, đứng chôn, nằm chôn, ngồi kệ, không sợ. Bỏ dục cũng được nữa, thảy cho cá ăn cũng được nữa. Không sợ, nó chết đừng chăn chó thì phải làm mồ vậy vậy đó con, khỏi. Muốn cầu nguyện cũng được, không cầu cũng được luôn nữa. Mình đủ vốn mà khỏi cần ai cầu cũng được nữa. Mà nếu cầu được thì tốt nha. Cầu được thì quả vị tăng thêm, còn không thì kẻ nghèo khó tu hiền ngay thẳng, không cầu siêu Phật bỏ hay sao, phải không bác Tư? Sợ gì cho nên chết hả, không sợ. Cho nên vậy thì khi mà chúng ta phá được cái chỗ này, mình tu bệnh hoạn không sợ, chết chóc bất đắc kỳ tử cái gì cũng không sợ chứ. Mà sợ mình thiếu công hạnh chánh niệm để dẫn sanh, thiếu công hạnh tu tập hàng ngày. Thì xin thưa quý vị, thôi thì con thấy thời gian cũng tới đây thì chắc chèm chèm tiếng rồi, thôi con xin phép tới đây nữa hả? Còn nữa hả? Tới số 4 hết rồi. Thôi mới trượng miếng đi quay. Để trượng miếng đi, để ông Tư đi quay. Còn cái mục sau cùng là đáo xứ bình an đó, thì cái mục này mình thiếu chịu đi ha. Tức là về cực lạc là mình là được thân bằng liên qua quá thân nè, rồi về chảnh là sen vàng đỡ rốt nè, rồi ngũ sắc đưa đường nè, lục thông tự tại nè, sống ngoài khổ hải nhàn nhã an vui nè, khỏi phải tới lui lo điều ăn mặc, không còn gãi gắt hai chữ ngã nhân nè, giáo pháp an cần Như Lai hiện rõ, bảy báo thành lầu dẹp sầu cũng thở nè. Đó là cái cảnh vui khi về tới chảnh rồi cô bác mình sẽ được tự tại. Thôi thì tóm lại con xin đúc kết cái đề tài hành trang về cực lạc. Người muốn đi về cực lạc, cái điều một là phải chấp nhận hy sinh việc hồng trần. Ở đây mặc dù chúng ta sống có chồng có vợ có của cải, nhưng nhớ với con một điều, sống đây thọ dụng đây, nhưng tới khi mà chúng ta tắt thở nhớ đừng liên tiếc nữa là được, đừng liên tiếc là đi được. Mình vẫn có quyền hưởng thụ trong trần gian này, có nhà có xe có điện thoại cứ việc xài iPhone cái gì cũng được chứ á, nhưng mà nhớ tắt thở là phải gửi lại hết, hay là chăn chối cho ai đó, vui lòng đi. Điều một, người đó sẽ được cái vé thứ nhất. Cái điều hai là phải biết muốn về chảnh là phải có tính nguyện hạnh, phải hiền lành, phải thương yêu. Nhớ là cái thùng hồi nãy con kể không? Nhớ có chừng không đúng với cái điều kiện đó là có chừng nó tốt là nó bật ngược trở lại, là nó bật trở lại tao bà lần hai nữa là khó về chảnh. Cái một sau cùng, sẵn sàng cắt bước, chết không sợ. Chút xíu nữa mà lỡ té ngang cũng không sợ luôn, té chỗ này cũng không sợ luôn, rồi leo cây mà té cây cũng không sợ luôn, mà lỡ mà ngập nước cũng không sợ luôn, chết trong nhà tắm cũng không sợ luôn. Nói chung là chết cách nào cũng không sợ, chứ mình cố gắng niệm Phật nhiều giùm con đi, có tính nguyện hạnh rồi chúng ta sẽ được tự tại. Vì bên kia thì đường sinh mạng Phật ta đồng thọ, tánh an nhiên, bất diệt trường tồn, tử thần kia đâu dám bắt hồn, thoát luân chuyển khỏi đeo khổ tử. Chúc cho tất cả cô bác anh chị em mình mãn kiếp hồng trần, sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Nam mô Di Đà Phật.